Chào mọi người, mình là Nguyễn Thị Xuân Mãi, hiện là giám đốc công ty môi trường công nghệ môi trường WeBa. Công ty mình có 10 năm trong lĩnh vực chuyên sản xuất và cung ứng cái máy lọc nước RO công nghiệp và máy lọc nước gia đình thương hiệu độc quyền WeBa. Bên mình là nổi bật của bên mình là chuyên xử lý các nguồn nước ô nhiễm nặng ở khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia. Những cái khách hàng mà lớn đang hợp tác với mình 5 năm qua là Bộ Quốc phòng Z751 và công ty cấp nước Washoco của thành phố Hồ Chí Minh.